Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Aston Villa trong trận đấu được đá trên sân nhà nhưng đã nhận thất bại 0-1 trước West Ham. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của West Ham ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Wolves dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng bị đại gia mới nổi là Newcastle tức cầm hòa với tỷ số 1-1. Trận đấu muộn nhất là màn so tài của Nottingham Forest với Tottenham. Tottenham được đánh giá cao đối thủ ở trận đấu này nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trước Nottingham Forest. Phải nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane với cú đúp bàn thắng thì Tottenham mới giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ tư như sau. Arsenal dẫn đầu với 12 điểm, Manchester City đứng thứ 2 với 10 điểm, Tottenham đứng thứ 3 với 10 điểm, Brighton đứng thứ 4 với 10 điểm, Leeds United đứng thứ 5 với 7 điểm, Chelsea đứng thứ 6 với 7 điểm, Newcastle tức đứng thứ 7 với 6 điểm, Manchester United đứng thứ 8 với 6 điểm, Liverpool đứng thứ 9 với 5 điểm, Brentford đứng thứ 10 với 5 điểm, đứng thứ 11 là Fulham 5 điểm, đứng thứ 12 là Crystal Palace 4 điểm, xếp thứ 13 là Southampton 4 điểm, xếp thứ 14 là Nottingham Forest 4 điểm, đứng thứ 15 là Aston Villa 3 điểm, West Ham đứng thứ 16 với 3 điểm, Bournemouth đứng thứ 17 với 3 điểm. 3 vị trí cuối cùng thuộc về Everton, Wolves và Leicester City. Lịch thi đấu vòng 5 Ngoại Anh như sau. Vòng 5 của giải Ngoại Anh sẽ diễn ra trong 3 ngày, 31 tháng 8, mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9. Trong ngày 31 tháng 8 sẽ diễn ra 4 trận đấu. Vào lúc 1 giờ 30, Crystal Palace đối đầu với Brentford, Fulham đối sức với Brighton. Vào lúc 1 giờ 45, Southampton đối sức với Chelsea. Vào lúc 2 giờ, Leeds United đối đầu với Everton. Trong ngày 1 tháng 9 sẽ diễn ra 5 trận đấu. Vào lúc 1 giờ 30, Bournemouth gặp Wolves. Cũng vào lúc 1 giờ 30, Arsenal đối đầu với Aston Villa, Manchester City gặp Nottingham Forest. Vào lúc 1 giờ 45, West Ham đối sức với Tottenham. Vào lúc 2 giờ, Liverpool đối sức với Newcastle United. Trận đấu muộn nhất của vòng 5 đó là cuộc so tài của Leicester City với Manchester United vào lúc 2 giờ ngày 2 tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.